chưa 4,5 triệu đô với Warren Buffett. Doanh nhân người Trung Quốc Justin Sun đã rời lịch hẹn ăn trưa với tỷ phú Warren Buffett chỉ 3 ngày trước cuộc gặp dự kiến vì bị ốm. Theo chia sẻ trên Weibo sáng 23 tháng 7, doanh nhân 28 tuổi người Trung Quốc cho biết, anh nhập viện vì sỏi thận bất ngờ nhưng tình trạng của anh vẫn ổn định. Justin Sun cũng xác nhận, khoản tiền 4,57 triệu đô la Mỹ đóng góp cho quỹ Line đã hoàn tất và vẫn còn hiệu lực. Bữa ăn tối được lên kế hoạch diễn ra ngày thứ năm, ngày 25 tháng 7, tại San Francisco, Mỹ. Tuy nhiên cả hai bên đã nhất trí lên lịch lại vào một thời điểm sau đó. Nhà sáng lập nền tảng tiền ảo John đã chi mức tiền kỷ lục 4,57 triệu đô la Mỹ để ăn trưa với tỷ phú Mỹ Warren Buffet hồi tháng trước. John là một dự án dành riêng cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng trực tuyến và Internet phi tập trung được doanh nhân săn thành lập năm 2017. Chỉ hai năm sau, công ty đã tăng trưởng lên trị giá 2,56 tỷ đô la Mỹ. Ngoài John, săn hiện cũng đang là CEO của công ty dịch vụ và phần mềm Internet BitTorrent.